thôi em cũng dừng lại, em cho số điện thoại luôn. Nhưng mà em bấm số điện thoại của em vô cái máy của anh đó, xong em gọi ngược cho em, xong rồi em xóa cái số em trong đó luôn. Tại em sợ là không biết có đúng không. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì tụi em bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Chứ nhắn tin qua lại thì cũng cỡ nửa tháng sao á. Ảnh thì không có được ra ngoài đi chơi đâu, chỉ có ban đêm hay trốn hiệu trưởng đi ra cái quán cà phê trước trường á, là em lại đó rồi cà phê nói chuyện. Hai đứa ngồi uống cà phê. Dạ. Lúc nào thì là ảnh nắm tay em đầu đó. Tiên hết lúc nào? Ngày mà lần đầu tiên nắm tay vợ em thì như là cũng hơn 2 tháng lận. Là ngày lần đầu tiên em nắm tay là em tỏ tình luôn đó. Lúc đó em ngại ngùng lắm, em giống như là em thì cũng không có nhát đâu, mà không biết tại sao khi gặp vợ em lúc đó là tim em nó đập loạn xạ chứ. Quay đến ngày nè, hai đứa là yêu nhau đó, là hẹn hò với nhau qua tin nhắn hay là có bao giờ mà viết thư? Viết thư có nghĩa là trao đổi với nhau hay không? Dạ rất nhiều ạ. Em đi nghĩa vụ quân sự thì trong đó không cho xài điện thoại. Không cho xài điện thoại, chứ có điện thoại bàn điện thì trong chốc lát thôi à, chứ không được. Lần đầu tiên thấy một cái áo dài với lại một cái khăn voan như vậy ha, quá dễ thương. Thôi xin chào hai em nha. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Kính chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả. Em là Trần Thanh Liêm, 29 tuổi, đến từ Sóc Trăng. Nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do. Vậy là mới lên đây đúng không? Dạ. Rồi mời em. Dạ kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em là Lê Thúy Liễu, năm nay em 26 tuổi và đến từ Sóc Trăng. Nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do. Hai đứa kinh doanh gì vậy cưng? Dạ mỹ phẩm chị. Tưởng đâu kinh doanh bánh bía chứ anh xin mấy cây nè. Chị cũng viện bánh bía bún nước lèo Sóc Trăng. Lèo ngon lắm đó. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho anh biết, như kể lại cho anh biết coi cái thời gian lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu và hai em có ấn tượng gì về nhau? Đầu năm 2013 em có đi nghĩa vụ quân sự ở Hà Tiên, Kiên Giang. Qua 3 tháng tân binh thì em có trở về Vĩnh Long em học y tá. Vợ lúc thời điểm đó, vợ em cũng lên Vĩnh Long học dược sĩ. Thường ngày buổi sáng thì em có ra căng tin uống nước vậy á. Thì căng tin và nhà xe thì nó ngang với nhau, song song với nhau á. Tình cờ em nhìn qua em thấy bảng số 83 Sóc Trăng. Nó qua đồng hương, gặp đồng hương rồi là em ấn tượng bản số, tìm hiểu tìm tòi truy lùng bản số Sóc Trăng là người con gái nào. Xong rồi... sao em xác định đó là con gái, sao không nghĩ đó là một người con trai? Dạ không, tại từ đầu vô thì từ cổng vô thì đã là thấy đã rồi, thấy cái người con gái này rồi. Dạ, đã thấy rồi. Nhưng mà chỉ thấy phớt nghe mà bịt khẩu trang nữa. Rồi xong thì qua ngày sau, tới tận qua ngày sau rồi em mới ra thêm cà phê nữa. Em đoán tại thường trường thì sẽ có bảng tên á, danh sách học, khẩu biểu đồ, em chi lùng coi là vợ em học phá nào, lớp nào, học nơi nào vậy đó. Mà dùng cái từ ngang nói chung là nó rất là tội phạm, rất là tội phạm luôn. Chi lùng là chỉ dành cho tội phạm thôi. Nhưng mà tới khi mà em thấy mặt vợ em thì sao, lúc đó là cái cảm xúc em sao? Em không biết sao mà kiểu như là thấy là cảm mến liền vậy đó. Bỏ cái câu mình truy lùng đúng không? Dạ. Sấm sét nổi lên đùng đùng, thấy là trái tim là cảm mến liền. Thường người ta nói là yêu từ ánh mắt đầu tiên vậy đó. Là em cảm mến liền. Em thì sao hả Liễu? Dạ thì lúc đó cũng ấn tượng về anh, nhưng mà ấn tượng hơi kỳ. Tại vì lúc đó em cứ nghĩ chồng em là LGBT. Là ủa sao vậy? Bộ bà nhẹ nhàng lắm hả hay gì? Lúc đó là em để ý ảnh trước. Kiểu là mình thấy rất là sáng láng, mà lúc đó cũng đẹp trai nữa, nhưng mà mình nghĩ là chắc không phải thẳng đâu. Tại vì là lúc ở căng tin gì nè, thường thì mấy anh bộ đội mà học 3 tháng tân binh xong mấy anh về đây á, mà mấy anh gặp con gái dân sự á, để mấy anh rất hay kêu rồi chọc ghẹo này kia các kiểu. Còn chồng em là không, ngồi một bàn chừng 10 anh bộ đội uống nước gì nè là chồng em khác biệt. Anh ngồi anh cứ xỉa cái móng tay gì nè cho trắng, mà đi bộ đội mà tay chân da dẻ trắng tươi mà tính nó sạch bon. Nghi là đúng cái tay có đúng vậy không? Dạ. Tay giống vậy. Không có vậy. Mà ngồi á không có chọc gái nha, chỉ dòm mà cười mỉm mỉm thôi. Giống nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi đến khi nào thì em mới thay đổi cái suy nghĩ và cái nghi ngờ của mình? Cả nửa tháng sau á, kiểu lúc đó mấy anh bộ đội cũng có viết thư qua cho lớp dân sự tụi em. Rồi bên lớp dân sự cũng có viết qua, cũng có bạn viết thư cho chồng em nữa. Cái em mới nói trời ơi mẹ ơi, viết làm gì công cốc đó. Trời ơi, ấy muốn chết mà viết cái gì? Ấy muốn chết. Dạ. Cái xong tầm khoảng nửa tháng gì đó, đi qua đi lại thì bắt đầu hôm đó là em tan học. Cái anh bộ đội khác là đồng chí của chồng em chạy ra, hai ba anh chạy ra là chìa cái điện thoại ra cho em, nói Liễu, Liêm nó xin số điện thoại em nè, đó thằng Liêm thằng đó đó, chỉ vô.
cái em dòm ảnh mà ảnh cũng ngồi ảnh cười cười, nó không nói gì hết trơn á. Cười giống gì? Dạ dạ. Nhưng mà lúc đó thì em cũng kiểu mình thấy đẹp mà mình cũng thích thích, nhưng mà mình cũng nghi, cho nên thôi em cũng dừng lại, em cho số điện thoại luôn. Nhưng mà em bấm số điện thoại của em vô cái máy của anh đó, xong em gọi ngược cho em, xong rồi em xóa cái số em trong đó luôn, tại em sợ là không biết có đúng không. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì tụi em bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Chứ nhắn tin qua lại thì cũng cỡ nửa tháng sao á. Ảnh thì không có được ra ngoài đi chơi đâu, chỉ có ban đêm á hay trốn hiệu trưởng đi ra cái quán cà phê trước trường á, rồi em lại đó rồi cà phê nói chuyện thôi. Hai đứa ngồi uống cà phê. Dạ. Lúc nào thì là ảnh nắm tay em đầu đó. Tiên hết lúc nào? Ngày mà lần đầu tiên nắm tay vợ em thì như là cũng hơn 2 tháng lận. Là ngày lần đầu tiên em nắm tay là em tỏ tình luôn đó. Lúc đó em ngại ngùng lắm, em giống như là em thì cũng không có nhát đâu, mà không biết tại sao khi gặp vợ em lúc đó là tim em nó đập loạn xạ chứ nha. Quay nghe nè, hai đứa là yêu nhau đó, là hẹn hò với nhau qua tin nhắn hay là có bao giờ mà viết thư? Viết thư có nghĩa là trao đổi với nhau hay không? Dạ rất nhiều ạ. Em đi nghĩa vụ quân sự thì trong đó không cho xài điện thoại. Không cho xài điện thoại, chứ có điện thoại bàn điện thì trong chốc lát thôi à, chứ không được điện nhiều nữa. Thì rồi em chỉ dùng thư tay là nhiều. À, dạ. Giờ còn giữ mấy cái thư tay đó không? Dạ còn. Cưng quá vậy. Trời ơi. Ủa nhưng mà ra quân là em tiếp tục đi, em đi làm xong chưa? Dạ không, học em học xong y tá em trở về quân đơn vị em công tác thôi. Rồi xong 2 năm thì em trở về nhà. Có nghĩa là trong 2 năm đó là hai bạn cứ liên lạc với nhau bằng thư tay. Dạ. Mà lúc đó buồn không em? Thì cũng buồn á anh, cuối tuần nào khăn gói lên Hà Tiên thăm. Lên thăm chàng. Dạ. Rồi từ chỗ em mà lên chỗ ảnh nó xa không? Dạ xa, từ Vĩnh Long lên đó xa. Xúc Trăng xa. Qua Hà Tiên. Dạ. Xa lắm. Rồi xong rồi cái mình lên thăm được chút xíu vậy đó là cũng lại phải mướn nhà trọ ngủ lại rồi đêm sau mới về đúng không? Dạ. Rồi mà 2 năm liên tiếp như vậy, có đôi lúc cũng chạnh lòng đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà vượt qua được cái đó rồi là bắt đầu là tụi em lấy nhau luôn, làm đám cưới luôn. Dạ. Ờ, nay là cưới nhau được nhiêu lâu rồi? Dạ. Dạ 6 năm. Cuối 2014 em ra quân. Vừa qua Tết đầu 2015 là em cưới luôn. Dạ ra duyên anh cưới em luôn đó. Trời. Tụi em có con chưa? Dạ có một bé trai. Dạ. Mà yêu xa như vậy thì có bao giờ mà giận hờn với nhau không? Dạ hầu như giận là cũng có, nhưng mà giận chút lát rồi thôi. Tại vì nghĩ là mỗi lần mình lên thăm hoặc là anh nghỉ phép anh về anh thăm em á, thì trân trọng cái khoảng thời gian đó lắm, cho nên không có cãi giả này kia. Tới khi cưới nhau về rồi cái bắt đầu mình, một năm đầu á, bắt đầu bất đồng quan điểm này kia đó. Rồi anh làm cách nào để xin lỗi em mỗi khi mà giận nhau? Hồi lúc mà còn yêu xa, lúc đó có một đợt em giận lắm luôn. Cái tỉ mỉ lắm, xếp hạt giấy mà xếp bao nhiêu con? Một con hay là 1.000 con? 1.000 con đựng trong cái hũ bự vậy nè. Cái đầu gửi về cho em. Nhưng mà trong mỗi cái con hạt đó có ghi những cái câu yêu thương gì không? Dạ không, đánh số. Đánh số không à? Đánh số vậy cho đỡ biết quên. 1.000 con. Vậy biết chứ còn mà đếm từ 1.000 con cũng hơi mệt. Hạt thì em không có viết, nhưng mà có một cái quyển album nhật ký của ảnh, nhật ký quân đội á. Kiểu hôm nay nhớ như nào, rồi hôm sau giận, hôm nay tôi buồn, tôi nhớ gì. Rồi có khi viết tên em ra nguyên một trang vậy nè, nhìn này như thần chú vậy. Bây giờ còn giữ những cái kỷ niệm đó không em? Dạ còn, em giữ đủ hết. Giữ hết á. Dạ. Rồi, bây giờ rồi cái cuốn thơ mà anh Tuấn anh làm tặng chị tới giờ chị còn giữ mà. Quý lắm chị ơi. Thiệt luôn á, giữ à. viết bằng tay á. Quý vô cùng luôn. Dễ thương lắm. Rồi, bây giờ nè, sau khi cưới nhau về rồi đó thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra? Đúng rồi. Sau khi cưới về làm vợ rồi, cô ấy có tật xấu hay không? Dạ có, nhưng mà có 2 cái là em cảm thấy ấn tượng nhất, đó là tật xấu ấn tượng là và nóng tính lắm. Nóng kiểu giống như là mỗi lần chuyện gì xảy ra cần giải quyết là bà cứ go go lên vậy đó. Bà gần lên đó, đúng không? Gần lên nhưng mà được cái là buông ra rồi thôi à. Rồi còn gì nữa nè? Cái là bà bề bộn lắm. Bà đi đâu về từ áo khoác túi sách bà quăng tứ tung nhà. Rồi ai là người lụm? Em chứ ai. Quăng đâu em gom đó rồi em cắt lên. Rồi một thời gian sau em kêu vợ em thôi về thì mình gỡ đâu mình cắt đó. Còn bây giờ còn không? Tới giờ vẫn vậy. Bền vững em ha. Bền vững. Thủy chung đó, cái đó kêu bằng thủy chung với
tính cách của mình luôn á. Nhất là đặc biệt là khi bà đói, bà rất là bà gần gần wow. Đâu, bà đói là bà gần gần lên. Đúng không? Gần gần của cô lên như đó. Khi mà quá trình mình đói hoặc là mình chưa đồ ăn có thì mình ăn đỏ một cái thứ gì đó, như mình cầm cơn đói đau lại. Không đâu. Có một câu trong trong ngôn bà từ xưa cho bà ưa nói, như là không có chiếc ô thích hợp, thà đi thà ướt đi ướt trong mưa vậy đó. Kiểu giống như có nghĩa là phải ăn đúng cái món mình dạ, thích. Dạ đúng rồi, thà chịu đau chịu đớn chứ cũng không chịu ăn đỡ đói. Ồ gì đó hả? Em dặn, em dặn phải ăn đó. Đúng cái món dạ, mình thích rồi. Em dặn vô đó nhiều lắm rồi. Trời đất ơi. Bà ăn... cái món nó ngay lúc đó không có thì sao? Thì thà nhịn đói từ sáng đến chiều chứ không ăn bất. Trời đất ơi. Ơi. Dạ. Chắc lúc đó là không dám đụng tới bà đúng không? Em không dám đụng đâu. Em tránh xa luôn. Tránh xa. Ai cho con thôi sắp nhau tránh xa cho tránh, rồi đi. Tránh xa cố gắng chạy đi tìm món bà thích để chờ bà ăn. Rồi giờ tới em đó liệu. Anh ấy có tật xấu không? Tật xấu thì hồi mới cưới thì cũng có. Nhưng mà giống như chung sống thời gian tới giờ là em nghĩ là không còn thấy tật xấu nữa. Triệt tiêu luôn. Dạ. Em triệt tiêu được cái tật xấu của chồng em luôn á. Chị chồng em chỉ có cái tật cái là xịt nước hoa. Xài nước hoa rất là dữ mà kiểu bị hơi bị sạch sẽ. Hay là tại em bừa bộn em thấy chồng em sạch sẽ em cũng không biết nữa. Mà rất là sạch sẽ. Nhiều khi đi siêu thị không nói nha, đi chợ có bắt đầu xịt nước hoa tới nỗi mà lâu lâu em đi chợ với ảnh một lần á, cái ra cái chỗ cái sạp thịt heo cái cô mới nói: "Ủa trời ơi, cái thằng nhỏ này có vợ rồi hả? Trời ơi, mỗi lần chạy ra đây mua thịt heo hả, xịt nước hoa thơm phức à." Em có bị ghiền nước hoa không? Dạ em xài một loại một mùi đó mà em ghiền đúng không? Dạ. Có rất nhiều người ghiền nước hoa, ví dụ Bin có đấy ghiền nè, đó nghiền, mặt ghiền. Anh đó là nghe là nước hoa của anh đó, anh không có xịt một chai đâu, có nghĩa là anh xịt em một là... ngày anh xịt bốn chai đó. Em là ghiền nhiều loại còn bạn này là có một loại thôi. Nhiều khi việc nhà nhiều khi em cũng phụ mà cái trước mắt quá ở không đi tôi làm cho là em cũng ít làm việc nhà luôn, kiểu làm anh cũng không vừa ý. Kỹ vậy tính à? Đúng không? Dạ. À. Nhưng mà kỹ tính mà có kỹ cho vợ luôn không? À, dạ. Nói chung này nọ của em ảnh ngăn nắp cho em từ quần áo, son phấn đồ các thứ. Nhiều khi quần áo em mặc á ảnh cũng chọn luôn. Rồi vậy bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không, Liêm? Chỉ có cái tính, nóng tính thôi. Thì, là bớt cái đó thôi. Còn bừa dạ. bộn là em chấp nhận đúng không? Dạ, được. Em chấp nhận là người đi lụm. Tại vì thì việc nhà thường thì em đa phần là em làm hết, em không cho vợ em làm hết thì dọn dẹp thì cũng giống chuyện bình thường em làm thôi. Chỉ phần được cái vợ em tuy nóng tính thiệt nhưng mà rất là biết chuyện, xử lý mọi việc đều biết trên biết dưới biết lớn biết nhỏ rồi là tôn trọng chồng cha mẹ hai bên ông bà. Ôi, vậy em quá hay em nói thôi nóng thì nóng sửa được chứ sửa còn như em sửa. Rồi ok bây giờ tới liệu hả? Dạ đừng nói mong mong bớt kỹ tính lại nghe. Dạ nói chung anh kỹ như vậy thì cũng tốt cho em nữa, nhưng mà kỹ quá anh ra đường nhiều em cũng hơi lo lo. Lo sao nè? Lo gái theo anh lo trai theo. Ra đường bóng bẫy quá đó. Thực ra cái cặp này là quá đẹp rồi, tụi em là gọi là đúng một năm đầu là cặp nào cũng dính hết trơn á, cũng có cái chuyện mà mâu thuẫn này kia cái nọ, có những cặp á hả là cho tới sống với nhau gần cả 5-6 năm vẫn còn luôn. Nhưng mà tụi em là tới năm thứ hai là tụi em mới tự cải thiện được chuyện đó là quá hay rồi. Cho nên ngày hôm nay thì cũng chỉ mong là tụi em đạt được đúng ước nguyện của mình đó. Có nghĩa là ghi lại một khoảng cách thanh xuân quá đẹp cho hai đứa. Sau này già lớn chút xíu mở ra nó đó rồi đó ông nói xấu tôi nè. Đó 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 bà cũng nói tôi nè. Thì giờ ông thấy tôi bớt gần gần rồi đó ông thấy chưa ví dụ. Đáng yêu không? À, đó. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe.